Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây ạ. Thì hôm nay em sẽ mang đến cho các bác một cái chủ đề: không phải cứ màu đỏ là đồ đỏ. Và vì sao em nói như vậy ạ? Vì tại là khi các bác mà mua một bộ đỉnh thờ làm từ chất liệu đồng đỏ, bên em thông thường bên xưởng em sẽ làm hoàn toàn là để mộc và chỉ phủ bóng 2K lên trên một bộ đỉnh thờ. Và nhờ như vậy thì các bác có thể đánh giá được cái chất lượng hoặc là cái tỷ lệ đồng của một bộ đỉnh thờ đồng đỏ là nó như thế nào. Thì hôm nay em muốn nhấn mạnh và muốn nói rõ cho các bác biết được, không phải là nhìn bề ngoài màu đỏ là nó là chuẩn chất liệu đồng đỏ. Và các bác có thể là căn cứ vào rất nhiều khía cạnh để khi các bác mua một bộ đỉnh thờ chất liệu đồng đỏ, làm sao cho nó phù hợp nhất, phù hợp với cái túi tiền của mình bỏ ra, phải được cái sản phẩm như thế nào và chất lượng nó ra sao. Thì hôm nay em sẽ quay rõ cho các bác biết được về cái vấn đề mình có thể theo dõi được cái tỷ lệ đồng và cái màu đồng đó nó như thế nào khi mà làm một bộ đỉnh thờ thủ công. Thì trước mắt các bác đây là một bộ ngũ sự 50. Bộ ngũ sự này là do bác khách ngoài Hà Nội, bác em vừa đặt bên em thì bên em đã hoàn thiện xong. Và cái bộ đỉnh thờ này là làm hoàn toàn là thủ công và sẽ được các nghệ nhân khắc chạm rất là tỉ mỉ và là gọi là hàng kỹ. Thì hôm nay em sẽ cho các bác biết được làm sao để mình nhận biết được đây là một bộ đỉnh thờ đồng đỏ với cái tỷ lệ đồng nó rất là cao. Thì sao mà các bác biết được, em sẽ chỉ rõ cho các bác bằng video hôm nay. Thì trước tiên thì em sẽ quay sơ qua cho các bác về cái bộ đỉnh thờ. Đây các bác thấy đây là một bộ đỉnh thờ mà bên ngoài là các bác thấy là màu đồng đỏ đúng không ạ? Màu của màu đồng đúng không ạ? Thì có rất nhiều cái khía cạnh mà các bác cần quan tâm cho em này. Thứ nhất, về nhà các bác kiểm tra cho em, mở nắp đỉnh ra. Các bác mở cái nắp đỉnh ra cho em. Các bác thấy này, đây là cái những cái đường nét mà được các nghệ nhân này mài này, đang còn đồng đấy ạ. Các bác thấy chưa? Đây là cái màu đồng này, màu đồng đỏ luôn ạ. Màu đồng đỏ này mà nó giống như cái màu bên ngoài đây. Đây, hai cái màu này nó giống cái ngoài bên ngoài này là chuẩn chất liệu đồng đỏ nha các bác nhá. Bác cứ xem cái chỗ đoạn đây cho em. Được chưa? Ngoài ra này, em cho các bác xem này. Tiếp tục nhá. Để các bác phân tích rõ ra để làm nắm bắt rõ được cái chất liệu đồng này. Em mở cho các bác xem này. Về nhà các bác lưu ý và các bác cứ làm theo em để xem được. Đây, bên trong này, để các bác thấy này, cái màu đồng đỏ đây chưa? Này, nó rất là mộc luôn ạ. Ở đây thì sẽ không bao giờ làm màu gì hết. Đấy, các bác nhìn này, để ý nhá. Tiếp tục này, em cho bác xem này. Về cái phần đĩa nến này, nó có màu đồng đỏ này. Để mà đánh giá được cái bộ đỉnh đồng đỏ mà chất lượng ấy thì các bác cứ để ý cho em những cái đặc điểm khía cạnh như thế này. Em thì em cũng muốn cho các bác biết được khi mua một bộ đỉnh thờ làm sao cho nó phù hợp với túi tiền mình bỏ ra. Đấy, hàng cao cấp mà. Một bộ khoảng tầm trên 20 triệu trở lên thì các bác phải nên biết được những cái kinh nghiệm đấy. Đây, tiếp theo này. Có riêng hạt này, các bác chỉ lật sau lại cho em. Đấy, các bác thấy này. Được chưa? Các bác cứ để ý cho em nha, để ý rõ cho em nha. Và những cái bộ mà làm mộc ấy, thông thường để màu mộc á thì các bác cứ xem là có mình có thể là soi gương được. Khi mà mình để làm hoàn thiện cái khâu xử lý nguội xong đấy, là bên em sẽ phủ bóng 2K lên ở bộ đỉnh. Thì là phủ bóng trắng thì các bác có thể soi gương được. Nếu mà tiểu màu thì các bác sẽ không bao giờ mà các bác soi gương được. Và tiểu màu hay không thì các bác chỉ cứ làm những các bước trên như em là mở cái nắp đỉnh ra và mở cái nắp chân nến ra, các bác xem cái màu ở hai bên nó giống nhau thì là đúng rồi, cái bộ đỉnh thờ đấy là bộ đỉnh thờ chất lượng. Và thông thường những bộ đỉnh mà em hiện tại xưởng nhà em đang làm thì bên em sẽ làm mộc hoàn toàn để cho cái màu đồng nó tự nhiên nhất, cái của bộ đỉnh tự nhiên nhất có thể, và làm chỉ phủ bóng 2K lên để nó bảo vệ bộ đỉnh thôi. Phủ bóng 2K ở đây là bên em phủ bóng trắng đấy, để cái bộ đỉnh nó tự nhiên nhất có thể và mình có thể thấy được cái màu đồng đó. Chính vì vậy những cái bộ đỉnh thông thường bên xưởng nhà em nói về giá thì bên em đi liền với chất lượng, nên là các bác đừng có lăn tăn hay là thắc mắc về giá cả. Đấy, bên em không bán những mặt hàng rẻ vì tại bên em là xưởng phải cung cấp được những cái mặt hàng chất lượng nhất đến cho các bác, chứ bên em không thể cung cấp theo cái số lượng lớn. Đấy, chính vì vậy bác nào muốn quan tâm thì để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với số online 0836173950 để được em tư vấn kỹ về tất cả những bộ đỉnh thờ sao cho phù hợp với túi tiền của mình và phù hợp với kích thước bàn thờ nhà mình. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.